Nhìn phát hiện con mồi đấy mọi người ạ. Dạ, bao luôn rồi. Phát hiện rồi. Ui. Quái à? Quái rồi. Ui giời. Tiên trong lịch sử. Rắn này nó nhất thế giới luôn. Nhất thế giới. Ui giời. Wow. Đấy, wow. Vừa cả năm đấy được. Quái con gì mà bạn kinh thế? Đâu? Nhiều lắm. Đâu? Đây. Ăn đi. Lại xuống đây này. Đâu? Đây này, ấy, con to lùng này thôi. Đây này, nhiều lắm. Đây là chú lỗi này này. Đấy, thấy chưa? Có lỗ. Lỗ này, chú lên này. Hả? Chú lên này. Xem thử đâu. Ừ. À, nhặn lắm mày. Thằng con to thôi mà. Nhặn lắm. Nhiều lắm. Ui, đây còn kiểm tra kỹ không? Kỹ xem nào, có nhìn thấy nó không? Không nhìn thấy. Cẩn thận đấy, khóa đây. Chắc chắn vào đây không? Quá nhiều. Mày nhìn quạt vào không? Quạt vào đây thôi. Ui. Thấy chưa, con này. Ở trong không, nó cứ ào trong chơi. Nhiều mà. Thế rồi. Nó dò thử này. Đúng rồi. Cầm xuống đi. Ui, kêu ơi. Thấy rồi nhá. Wow. Con rồi. Khá là rộng luôn này. Trời, mức 9 cơ. Wow. Ôi, này, ổ to luôn đấy. Đấy, cái quốc. Ô, ngoài đâu tôi bận đây này. Đấy. Em vừa đi đạp vừa. Em ven vừa thấy cái chân này nè. Không bỏ nhá. Đây là anh em phát hiện nào ổ thắng rồi nhá. Ngon rồi. Có tiền chưa rồi. Thế là cái mảng ở trên bên kia. Yes. Đấy, hết cái mảng ra cho nó phẳng không? Động hết cái vòng cái nào đấy, đây vỏ động hết đấy, quyền bổ cái đấy. Nó đây. Ui cái nỗ gì kìa? Nỗ thông đây này. Ui nỗ gì to thế? Bỏ xuống. Ui ui này. Oh my god. Thông đây này. Đây, chỗ chân đây này. Đấy, nhìn chỗ chân. Quyền bổ đấy, chân đi. Nhanh. Ui ui ơi. Sao rắn à? Phân rắn này. Rộng lắm ấy ạ. Có được toàn thôi. Có đấy. Từ xin cái nỗ phân đi. Ủa, anh ăn vào lên này. Chuột mà phát hiện hàng này nhưng khả quan không được việc lắm nhỉ. Gì chồng này chắc ăn nó ấy. Ôi, đây rồi nè. Bị cái nỗ sâu cái bằng cái máy con tao bị cái nỗ. Thông linh tinh nha. Nó rộng lắm. U đây nhá. Ấy, nó ăn xuống ấy. Đấy. Vào đây xuống cái này toàn đấy. Đi lên xuống nước kia đi. Sợ nó cắn. Mình tạo nấp vào nhá. Chúng ta tạo nấp vào. Đấy, nó thẳng đấy. Nhiều ngách chưa. Khoảng là do từ đây anh. Ý, ui dồi. Khoảng cái nỗ gì. Wow. Này. Nhận to đây. Ui mẹ ơi. Ui, nó thế. Ui cái tần số hôm nay nó rộng kinh khủng luôn. Nó này 9 này nhỉ. Ui mẹ ơi. Ôi này chắc nhiều rồi. Wow. Chú trung quả rồi. Quyền bét hết đất đây quyền này.
Đấy, vào ăn sâu trong cái lỗ kia. Đấy. Mệt quá. Nó bố được kia. Đấy, ăn vào đấy. Con đang được không? Bổ mạnh em, bổ mạnh lên đi. Đấy. Cái cứng phết đấy nhỉ. Cũng bị. Cái sầu, cái sầu này. Cái sầu nó sát đi. Nguyên cái sầu to tướng này nhỉ. Kênh chứ nó ở mãi. Nó ngoài đây. Nó anh nó bỏ cái thử. Bỏ nó, bỏ nó, bỏ nó. Nó ăn vào tầm này. Đây. Này. Chắc chưa? Chắc chưa. Ôi mẹ ơi. Ôi trời ơi. Ôi, toàn tiếng vì thôi. Đúng rồi. Ôi kinh khủng luôn, đến nơi rồi. Cô đến nơi rồi. Bố mạnh lên. Bố mạnh lên quên. Bố mạnh lên. Đến nơi rồi. Bố mạnh lên. Mình hồi hộp lắm rồi. Bố mạnh lên em ơi. Ý, ý. Ý. Ừ. Ngon rồi. Cái đứa bổ thận bổ đất nòe á. Bất nỗ là toi đấy. Cuồng nít cuồng đục. Để quên đúng. Đấy, cái độ bổ. Bổ chân đấy. Bổ chân. Ấy. Chị tới à? Tới đâu này? Mạch sâu chưa? Thế cốt bổ thêm nữa đi. Dày quá. Chưa phát hiện được. Ôi trời ơi. Gì ấy? Kêu ơi. Ở đây đấy, cô bổ bổ lẹ vào tí nữa này. Dài quá. Còn vật móng, vật móng, vật móng, vật móng. Vật móng. Vật trên. Đấy. Đấy. Dài thế mà. Làm phát hiện ra được. Ngon nó. Cuối cùng có kết quả. Đấy. Còn vật trên mặt tí, vật trên mặt tí. Đấy. Đấy. Quốc sắc nhỉ. Úi xe đấy. Thấy rồi. Có đó. Đây, quên vào cúc cái mắng này. Đấy, rồi. Đây. Là mở rộng này là được rồi. Đấy, đồ chuẩn bị không bắt rồi. Cái này thì phải 2-3 con đấy nhỉ. Mấy con mà, thì mấy con bỏ luôn. Úi dồi. Úi ơi. Phải 1.000 con đấy nhỉ, 1.000 con. Rất là nhiều luôn. Úi. Em chưa gặp tổ rắn nó nhiều lần này. Đây, đồ mang cái này đây. Ua. Từ anh Tuyến ơi. Anh Tuyến ơi. Nó phí ra đây. Nên để nó đeo ủng con tay vào. Đó, để con tay bắt. Đây, anh em mình sử dụng con tay để bắt rắn mọi người nhé. Đây con tay chuyên dụng mọi người nhé. Nên là an toàn, anh em đừng có mà. Thấy cũng đeo con tay. Ôi. Cái khủng khiếp luôn anh ạ, à. Phải nghìn con luôn. Ui, sư có bắt được ổ này ra. Wow. Ui đấy, đớp luôn. Giờ trèo neo các thứ, ui giời, trèo. Ui. Wow. Này nó phun mặt nhá em nhá. Đấy đó con này nó đây.
Đấy, cho con bé vào trước. Ngu à, bé vào giữ hết. Ui, ui ôi, gì này. Ua, wow, nhìn nó đòi đớp này. Ừ, đòi đớp. Nó mặt này, ui, của nó này. Ui, à, nhiều, rất là nhiều luôn. Ui, dồi ôi, nhìn kìa. Ui, 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 ui. Cho đây đi, cho con đấy. To thế. Con này rộng đấy nhỉ. Ui, ui. Ừ, cho mấy con đấy vào đấy trước đi, không cho phơ sau em. Con nào ra cho vào trước đi. Ui, thì nó cuộn kìa. Bới bóng rồi. Ui ôi. Wow. Nhìn chưa mọi người ơi. Ui ôi. Ui mẹ ơi. Kinh khủng luôn. Đây. Wow. Ui mẹ ơi. Ui từ có 1 2 con lên rất nhiều cái này á. Thế. Nào. Ui nó dài thế. Wow. 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 Nó đớp này. Nó đớp rồi. Ui sao. Wow. Để tay đi em. Ui. Wow. Wow. Hùng dữ nhỉ. Cho mấy con ở ngoài vào đi. Ui, wow, wow. Dữ quá. Ồ, rắn này quá dữ luôn đấy. Được, chứ thật. Ui, ui. Ồ, rắn này. Wow, ui, ui. Wow. Ui, ui. Ui, chồng. Khủng khiếp chưa? Có con 2 con này bạn ạ. Kinh, nè. Kinh thật, khủng khiếp luôn mọi người ạ. Sợ là đấy, chưa thấy nhiều ổ rắn nhiều như này. Vui giời. Tiên trong lịch sử. Chủ rắn này lớn nhất thế giới luôn. Lớn nhất thế giới. Wow, wow. Thả nhé là mổ ngược lên trên tay. Con này vào đi. Đấy, đấy, đấy. Con nọc đấy. Con nọc đấy, con nọc đấy. Con cắn được, con nọc. Dữ đấy. Ừ. Cái con này to đấy nhỉ. To nhỉ. Ừ, đọc phết. Đảm bản. Ừ, ừ. Ui, ui, con chơi kìa. Con nọc à? Con nọc, à thật. Ôi ôi. Dữ thế, con này còn nột ra thì dữ khỏe lắm nhỉ. Wow, wow. Con này còn được. Được rồi. Wow. Cho đi. Đó lắc, lớn thật. Dữ thật sự luôn. Ui, ui à, phun luôn. Ui à, ui à, ui à, rồi. Quay à, quay rồi à. Như của chúa nhỉ. Ui nó còn nhiều thế. Nó giống màu đất nhỉ. Ít xì màu đất luôn. Màu đất này. Ui giời ơi, trong kinh như của kinh như không còn nữa. Em bắt cả ngày không hết. Wow, wow. Đây mình nó bảo đấy, đây nó nhìn nó không nhận biết được. Nó nhìn nó nhận biết được. Ủa. Nó toàn phải nối cái ổng dài dài hơn tí nữa em nhé. Em tụng hơi ngắn quá. Ủa toàn cái phải ngắn hay sao vậy? Ngắn. Ngắn hơn ủng mình. Khoảng tầm 5 đến 10 phân. Ủng mình nhà mua 85.000, ủng mua 40.000 đấy thôi. Mình... Để nó móc đây, đây, toàn đó để nó móc. Này. Wow. Đấy, wow, vừa cả năm đấy được. Ui, con chưa? Đen xì à? Ui, con gì đen xì à? Con đen à? Ừ, con đen xì. Ui, nó lên đây chạy kìa. Con này nó cũng chạy ra. Con này chắc thì 3 lạng này nhỉ. Con bé nhất là 3 lạng các bạn ạ. Cái ổ này nó quá nhiều luôn. 3 lạng nó cắn một chết người. Vậy là cái này nó cả một dòng họ nó đấy nhỉ. Ừ. Có khả năng là... Nhiều cái thật. Cái ổ này nó nằm một hầm rắn. Cứ đút thôi, con nào ấy là đút thôi. Wow. Bỏ cái to ấy nhỉ. Ừ. Ôi.
kia kia không đứng bên này không bỏ cái bỏ chân đó bỏ chân đó bỏ chân đó vào 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 đấy vào đây túi kia vào đây đi coi vừa được rồi không ui cái này bao giờ mới hết đúng chưa chuyển túi khác đi anh ơi chuyển túi khác nhé chung rắn luôn thầm rắn đây mà nhồi vội cầm TVS thì phải bắt cái kiểu này kinh ở đây ui trời ơi dạ dã man luôn lên vai đấy em ơi wow kiếp quá ui mình nhìn thấy một con đen xì đúng không ạ con đi ra xí con đuôi cọc không có tốt không ui 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 wow ố nó thế rồi ui cha ui bố cọc nếu con nó bố con đuôi là con nào cọc đuôi này con nào có đuôi như thế nhỉ ừ nhỉ đuôi một tay đuôi do từ chiếm nhiều kìa sao con đuôi do từ chiếm wow nó ác kinh ui 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 cha nó phải gì thế cũng tùy ổ nhỉ ổ nào mà nó đói quá thì nó sẽ không ấy nhỉ đói mồi ấy nó sẽ không chơi mạnh nó vẫn mổ nhưng nó không mổ mạnh à, kiếp nhỉ cái phương cãi đâu đấy màu đỏ lắm kìa ôi dồi ôi 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 đâu bắt đâu rồi mà không bắt hết đâu nó mẹ nó bé mà về chưa ui con hồng xà kìa con hồng đẹp nha cắn được ạ ui ui đen xì này nó non ngắn nữa cọc đuôi đây nhỉ cọc đuôi đây to nhỉ nó to đấy con này phải vùng đuôi này cân 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 ui cọc đuôi cọc đuôi ui 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 cho đi anh em muốn bắt rắn an toàn ui ui vẫn còn một ổ nữa này còn móc cái ra đây này này móc con này rất nhiều con này từ từ nó cắn cái kiểu tay của em nhá em phải ý nó có con vòng ở đấy đấy mình phải để đấy ôi dạ con gì đâu cái con này giống như thằng ráo vậy con ghê nhỉ con người nó vào ươm kìa không phải đá đâu con bành con bành ừ đưa xếp vào đi cha mẹ ơi không vừa đâu đây đây cái túi này ui bàn mạnh phát tay nó xuống em ơi
Tinh viên, bỏ đây. Oh my god. Ui. Ui da. Xem rồi xem con anh đo nhé. Con này, dò dò thử. Đó hết mồ hôi mọi người ạ. Ủa rắn rất là lớn. Nhìn con ấy. Hết rồi. Hết rồi à? Hết rồi mọi người. Hết rồi. Lấy kêu mạnh giờ không thích kêu phát nào rồi. Hết rồi, chỗ này mà rất là nhiều rắn mọi người nhìn này. Gì đây? Gì đây? Ui, qua qua, ui. Gì đây? Nóng quỷ đi đâu ơi? Ui, con gì? Ui, con gì trong đây này? Ui. Cái đồng ơi. Nóng gì đấy? Ui, cái gì đây? Oh my god. Wow. Ui. Con gì rồi, con gì rồi, con gì rồi? Con gì có hàng, có hàng rồi. Có hàng rồi, có hàng rồi. Ui, chuyển đầu vào luôn. Ui rồi. Chui được không? Bắt tay cứng lắm, bọn đang buôn lên xem này. Xem. Ui, anh nghe tiếng gì không? Có nghe thôi. Có tiếng gì đấy? Wow. Ui, nó gặp. Wow. Ui rồi. Ui kìa. Bên đây, xem có gì, xem gì không? Ôi, con gì đấy? 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 Đột rắn lắm anh ạ. Có gì nó động động kêu to lắm. Trên nào xuống đi. Thùng trên thùng trên nào xuống đi. Nó thùng thục ra đây à? Tạo dụng mỡ mà tạo dụng mỡ. Nghe tiếng ngục ngục luôn đấy. Gì trong con gì? Cứ ngục ngục. Nó đang ngục ngục bên trong đấy. Ấy. Ôi mẹ ơi. Ôi. Ui, nó chui hẳn vào luôn. Ua. Kiếp, đất này cứng rồi mẹ con cả. Đất cứng lắm. Đất cứng lắm. Ua. Ua. Kinh thật. Ôi, gãy răng nhỉ. Ôi, gãy răng đấy. Gãy răng đấy. Đất rắn lắm. Đất rắn lắm. Đất rắn lắm. Mẹ mày phi nông anh ạ. Này. Tao bụng cũng dày này. Đào tiếp đi. Sâu chưa? Chỗ này bị sâu tầm hơn mét đến 2 mét đấy nhỉ. 2 mét. Sâu sợ ra. Đúng rồi, tâm được không? Ở đây đúng rồi. Mọi người ơi, cái lỗ này nó rất là to mọi người này. Thế anh em mình chưa xác định bên trong nó là con gì nhá. Con này chắc là con to. Nhưng mà thấy cái sợi lông nó rất là lạ luôn. Con này con to ấy, thì nó nổ kiểu này. Nó cứ kêu kì kì đấy nhỉ. Hay chụp chuối, chụp chuối. Hay là... Rúi á? Ừ. Không, rúi làm sao con to này được. Lỗ to. Cái này phải, nếu mà nói cũng phải xác định hàng tầm 20 cân đổ lên. Nó có chui như này. Lỗ to đùng luôn. Rúi thì không chui cái lỗ kiểu này đâu. Năm nhỉ? Ôi, thằng này phải 3 khối đất mới đào hết cái hố con này. Không bới được. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, không gặm được, nó không có thể gặm. Nó thể gặm. Nó chặt quá. Nó không có thể gặm. Ui! Cái này, có phi nông cái này. Ui, ui nông kìa, nông vụt ra kìa. Ui. Ui. Cho vụt ra, cho vụt ra đi, nó phi mặt nhá. Nông kìa.
Ui, lông to phết này mọi người. Wow. Lông hay là cái gì? Lông. Có tiếng là con chó này nó mới điên lên đấy. Ôi, có tiếng gừ 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 luôn. Kìa kìa, hay là chó sói. Hình như cái nông của nó. Có tiếng gừ gừ luôn. Đấy. Đấy. Có gì không? Không có gì cả. Thật ra, chưa thấy còn gì. Đấy, đấy, nó gừ gừ à. Ok, nhưng mà tọc mặt đấy. Giữ ở dưới chân đấy, vừa toàn. Ấy. Ấy, như trong kìa. Vừa anh mới. Ủa cái gì cứ. Wow. Ôi, ôi. Wow. Ôi, bên trong ấy. Wow. Con này lạ lắm, chưa nhìn thấy bao giờ. Ui. Cái gai nó sao sắc này nhỉ? Ui. Nghe tiếng gừ mạnh lắm. Nghe tiếng gừ luôn. Mạnh luôn. Ôi. Ui. Ấy ấy. Thôi thử đào lỗ thử ra. Đào lỗ ở dưới đi. Wow. Ôi ui luôn. Được chặt nhỉ. Mở con máy xúc miếng đào. Mẹ nhà bao nhiêu nhỉ. Ăn mỏng thôi, ăn dày thì rất là khó làm đó, ăn mỏng không? Ăn cho vào lỗ dưới. Để anh bới. Được rồi. Anh xích tay. Ui, nó bóng chưa đây? Đau để ý, không sợ con, chưa biết con gì nó nào ra đấy em ạ. Ui. Nhìn phát hiện con gì chưa? Chưa. Đem sâu thế. Ui đây rồi. Điện điện rồi. Ui, đây rồi nhau. Có thổ một thổ nào không? Ui, nó gặp mình đã tổn thế. Ui, ui. Ui, ui rồi. Hình như nó phát hiện con mồi rồi mọi người ạ. Chuẩn vào luôn rồi. Phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Phát hiện thấy rồi. Ui. Phát hiện thấy rồi. Nhảy nó luôn rồi nhìn. Phát hiện thấy rồi. Ui kìa. Ui nó chui hẳn vào trong kìa. Ui kìa. Ui kìa. Cái đầu cái gì chưa. Ui. Cắn đâu. Ôi. Bây giờ chú vô ra bởi nó kia đi. Ui. Đưa ra đi, tỏ đi. Phải đảo rộng nữa đó. Đưa ra đi. Thôi. Phát hiện con gì rồi đấy nhỉ? Con này mà là con lưng kia thì có nôi được không? Tôi quên là nít cái mảnh bên này cho anh. Đấy, thử được đây. Chưa phát hiện được nó là con gì. Ôi. Ui kìa. Ôi đúng con lắc cái chỗ đúng. Ui kìa nó lắc ngay bên trong đó kìa. Nhìn thấy rồi kìa. Con gì? Đen đen trắng trắng không biết là con gì thôi. Kìa đấy kìa nó cựa kìa. Ờ vừa thôi. Nó phi đấy. Nó phi ra đấy. Ui. Kìa. Cái gì kìa? Cho. Phải đau mỏng nó ra thì mới lấy được. Nọn ấy không nó phi ra đấy. Chứ biết là con gì kìa. Nó rung như đắn đuôi chuông anh em ạ. Nó rung như đắn đuôi chuông rồi. Xe luôn. Ui kìa nó không kìa. Quyến đây đào thêm đi Quyến đây. Em đào thêm cho anh. Anh ở anh em ở ngoài vòng ngoài nhá. Rồi có gì em thả luôn rồi. Găng tay đâu nhỉ. Tay chưa. Còn gì ấy. Rung như đuôi chuông luôn. Găng tay bảo họ đâu. Ở làn đâu ấy.
Con này phát ra nếu mà bắt như thủ môn luôn. Bắt như thủ môn luôn này. Như Bùi Tấn Trường luôn. Con tay dưới đây mà. Đâu rồi? Nó phi nó cắn đấy. Ui, ui, nó gừ gừ. Ấy nó rung như đuôi chuông luôn. Anh cầm cây chọc vào đây thử phát này. Ui. Ui, ui. Ui. Rung mầm luôn. Rung mầm luôn. Thôi. Đấy, em cho mày quay xem. Ơi, rung rung mầm mầm luôn này. Trên đây còn thấy rung mà. Đấy, anh chỗ này nạ lắm anh em ơi. Anh chạm đó được rồi. Nạ lắm. Ôi, mất mồm đây. Ôi. Ôi. Rồi, 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 ra đi. Cho ra đi, mất mồm đấy. Không, cho ra đi. Mất mồm đấy, vừa dính cái mồm rồi. Kì. Thôi, 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 cho em ra ngoài đi. Ra ngoài đi, cho nó xa, cho nó xa đây. Cho nó xa đi. Ê. Ôi, nó vừa gửi sang mùi ạ. Oh my god. Rồi, 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 bố dưới nha. Kì. Wow. Ui giời ơi. Wow. Đấy, đấy. Đi vào nhá. Đi vào cá, đi vào cá. Đi vào cá. Kia đã lấy một cá thì mình cá lên được nhiều. Ui nó gừng. Ui hồi. Ui 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 à. Ai 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 nó làm gì đây? Ui nó cắn. Ấy may mà leo găng tay nhá. Bây giờ chặt một chặt cái vật đây, không em đào cái nôi. Anh giờ tay nôi ra đi anh, không cái tay không nôi đâu. Không không, bây giờ chặt cái nôi. Đấy rồi vật đây rồi. Đến để anh nôi xem nó là con gì đã. Ui nhá. Liệu có sùa được không? Được. Được. Cái anh em giờ tính phương án như nào đã? Giờ mẹ nó con loại này nó ra nó phi mẹ vỡ mặt anh em luôn. Thế anh cứ chân vào đây đi. Để em đào trên tầng này. Thế vào chân vào thế nào? Chân vào đó. Đưa lên anh giữ vào. Mà to là phải đào nó cái miệng động động ra. Chứ được. Phải đào động động tí. Ơ như vậy cũng được. Chứ chưa phải đào động động tí. Như vậy này được rồi. Anh cứ lấy nhìn hợp nó phi ra đấy. Oh my god, mình phải lấy cái cây. Ông quên đấy, anh bảo khoan đấy. Anh nhọn chéo trên đi. Anh bảo mày phải đào trong thanh thanh kiểu này này, đút vào trong này để có điểm gừ này, không nó phi ra mắt không giữ kịp đâu. Được rồi. Rồi tạm thôi được rồi. Ui nó gừ kinh. Ôi 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 hổ rồi, hổ rồi. Ôi 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 hổ rồi, hổ rồi. Mẹ ơi, hổ rồi. Được bắt rồi nhỉ. Ui. Ê ông nghe bắt đi. Ui. Được bắt rồi. Xuống 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 xuống. Ui đau nó đây. Xuống đảo nó đi. Nó phắn rồi. Xuống đảo đi. Ui đau nó thọt ra đây. Xuống đi xuống đi nào nhanh. Tôi cắn đi rồi. Trong trong xem có thọt ra không, anh giữ vào ở đây. Ui dồi ôi hổ rồi. Ui dồi. Kinh của mẹ. Thôi để móc lại đất nó lại. Đất đây. Nguy hiểm lắm. Sợ lắm. Ui, nổ như mấy cày nhỉ. Nổ bóng nháy kìa. Nổ như mấy cày. Ở đây lâu lắm rồi này. Kìa nó mơ nít cái màng đất kìa. Bóng nháy luôn. Ui ôi. Ui. Ui. Thằng Luận bắt đi. Đây nhìn thấy báo mèo rồi. Ui anh ơi. Thấy báo mèo anh em. Chưa biết nó là cái gì chỉ. Báo mèo rồi. Này, này. Không biết nó là cái gì luôn.
Ui. 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 Tôi chết rồi. Mở đâu hai bên đó quên rồi. Báo mèo rồi. Mê tới đây đi. Quá nhỉ. Cá nó nhảy ra nhỉ. Kinh thế. Ủa. Nó giờ mình sẽ ra đấy. Ui, đây là đuôi nó hay là đâu? Đuôi. Quần kéo nó nhỉ. Ủa ơi. Ui. Ui thủi em đéo bắt đâu em chạy đi. Chào các anh nhá. Có bắt không? Có chi. Biết nó là quần đéo thì bắt. Nó nào là nó cắn mắt. Mấy giờ đi thôi, bắn nông luôn. Tụi đi thôi. Hey, hey, hey. Tụi đi. đưa tay nhau. Sợ chứ mà. Đây là đít. Ui, thấy chưa? Ngu mày. Cắm luôn. Sợ chưa? Không cắm được, chỉ cắm ở ngoài, nhưng mà nói chung là không chơi được. Rồi đuôi đâu? Mở rộng nó, mở rộng lỗ tôi quên đây. Đích rộng lỗ ra. Mở rộng lỗ này này. Được, còn nào. Đục được lên trên hẳn đất ra. Mấy con này ở đây cực nâu rồi nhá. Như gà nỗ nó bóng nhấy kìa. Hẳn mà bóng nhấy. Ui. Ôi, không lùi đâu. Ê, anh mở lưới. Đồ đó, đào đi chưa? Đồ chưa? Anh xem một tí bọn này. Không còn ngoài không còn to đâu anh. Đấy thôi, cắt từ đây thôi, cắt bằng đây thôi. Con đéo quá kiểu này rồi. Rồi, chắn nó đây, chắn đi, chắn đi. Nếu chùa ấy đất ra đã. Cắt, cắt đất ra. Ui. Nông. Ui rồi, bật đây. Ui ôi. Ui đầu nữa kìa. Ui ôi, mắt đỏ hoe kìa. Ui. Chút nữa đi. Có lẽ phải 20 cân anh em ơi. Ui, nó định nào đấy. Chắn, cái cây rồi. Cái đằng sau quyền đằng sau. Ôi. Ra ra. Ôi. Wow. Trông như gà rừng ấy, có phải không? Chuột chuột ấy. Ôi. Ôi. Wow. Về qua anh em ơi. Hình rung hết đất này. Wow! Wow! Cái đó, xuống thấy kìa. Hai chạy nó vọt, xuống kia rồi. Ôi kìa, đưa đây. Đưa đây, mất. Ôi kìa, ôi. Ôi, đưa đây. 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 Ôi, đ
em cứ bắn chạy đây thôi. Chạy chạy kia có bùn nó ra kia kìa. Ui, nó xúc ở đây mà. Quỳ gì đây? Vừa nó xúc ở đây. Ui, bùn đây, bùn đây. Ủa, bùn đào rồi. Qua hàng rồi, qua hàng anh em ơi. Vừa nó xúc ở đây. Đây, đây, đúng rồi. Chăm chăm rồi. Ô, qua hàng rồi. Qua hàng rồi. Ngọc đào, đào, ngọc đào đi. Anh cho ra. Ngọc đào đi, bùn ra ngoài. Bùn ra ngoài, sao ra. Mở, 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 lao anh ơi. Ôi, để anh ấy cả đã. Từ từ đã. Ông nhớ. Em nó thấy cái gì mà nó chui đấy? Nó em thấy nó chui đấy à? Vâng, à, chạy luôn đi. Đúng có chui đấy không? Lao đi luôn. Đúng đúng đúng, chui chắc quá. Dễ che anh ơi. Bạn dễ che đấy. Cũng che lắm. Đào tung đấy nhá. Ôi, để anh ấy đây đấy đã. Anh đây. Dễ che à? Dễ che lắm anh ạ. Đào cứng lắm. Ui. To to to. Bỏ đi. To anh ạ. Này, sao anh nghĩ ra trong nỗ lực nó có gì mà nó lại cứ con gì đâu. Đứng lại nên chọc cho nó có thế mày. Ừ. Nào đâu, nào đâu. Để bút ra nào này. Thôi, nó có gì không? Anh xin gọi đến một nỗ nào. Cho nó nỗ gì không mà nó lại. Có gì không nỗ không? Có gì không? Anh kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Chưa thấy gì anh em ạ. Ôi ôi. Ôi, sắc rắn đấy. Ôi. Ôi, con này to thế. Rất bình. Ôi, ôi, ôi. Nó bút ngửi nào. Thấy không? Ôi, ôi. Để xem bút đi. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Trong đây, đúng rồi. Ôi, ui 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 anh mở mở rộng ra đi. Đấy. Không mở từ bên đây mở lại đi. Cái này nó tạt thế che này là nó hơi khó tưới nhỉ. Tôi xin anh xin nhờ nó mất tay đấy. Anh cứ bỏ tay ra để em đào. Nó ngọt lắm đấy. Ô, có hàng rồi, có hàng anh em ơi. Hàng khủng luôn, hàng khủng luôn. Bới hết em kia ra đi để xin đào với bên đây, đào ngược lại cho bay hết cái đấm bên này. Cho bay hết ra em ơi, cho nó sạch ra. Đây đây bay ra xong rồi, đấm vào. Xin cứ trả giúp anh này. Cái này đây, em đưa. Để đào tung lắm này nhá. Dễ chéo á. Dễ chéo rồi. Với cái đám dưới này ở tay sinh này nữa ra. Này cho ở chỗ này đây. Lấy cái con đào quả này này. Đây đánh ngoài trước em ạ. Đấy. Để xin là đào bên này đào ngược lại. Đây 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 anh đánh đào bên này đây. Đánh đào bên này. Ui, anh đào. Để em cho tung nhát này. Để vào từ cây từ tiếp một cây đào đấy. Đấy. Ui. Wow. Rồi. Ui. Đánh mạnh này anh em ơi. Lỗ này này. Ô, con này ngon rồi. Có hàng rồi. Chơi chứ. Ô, bu ra hàng rồi. Bu ra hàng rồi. Ừ. Lỗ này lỗ này. Lỗ nó đây này. Sao thế? Đấy. Ui nó nhẵn vậy. Miệng nó nhận thế. Ê, ê, ôi, 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 ui hàng chưa tức bản ui 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 tao à ôi rồi cho ta đi trên mình số 1 bây giờ em cứ thổ đâu ok đào đào nỗ đi nỗ đây này ok con ơi để nỗ đây ok ok anh xem cái bị nỗ này đấy cái nỗ bé nhỉ con ơi nỗ bé nó có to không hả càng càng vào trong càng bé nhỉ anh bỏ tay quay tay làm phát lại mất tay chết dở từ từ bình tĩnh em ơi ui anh xin cực cường nhá hả ơi anh xin cực cường đây. Đây, 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 ui 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 cắn hết luôn ui 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 ô ôi đập đập một cái của anh nghe đấy ui rồi 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 ok rồi nhớ ôi túi anh đi xin đi xuôi túi xin ơi túi găng tay nào ui ôi găng tay anh xin lấy găng tay anh xin ơi nhiều lắm ui rồi ui rồi ui rồi ui nổ rồi nhiều ra đấy này nổ đây ui này nhìn nổ đây ui 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 như vậy coi ui ôi một ổ nhá một ổ luôn rồi
Ui, ui, nhiều này. Ui, ui cái đầu kìa. Ui, nó to lắm kìa. Ui, 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 nhiều này. Ui, 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 nhiều lắm mày ơi. Ui, 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 cẩn thận nó chạy đấy. Ngóng chắn nó kìa. Chắn nó phi xuống mương ấy. Này này này, tôi. Cho đi. Ui còn à? Bắt đồ đi anh! Nhiều lắm! Ui! Thế thì để cho nó khoát mấy góc kia đấy! Ui! Nhiều quá! Ui! Rồi đây bắt một tính anh! Ui! Con khắp nhà hôi sao anh? Ui! Nhiều quá không? Cho ra đây! Ui! Nhiều thật đấy! Chơi hai ba con rồi! Đến chừng mới tung đá mày ra! Cho mày ra tí! Ui! Ui! Ui kia kìa! Trong cái đầu đấy! Ui! Ui! Wow! Mạnh mà anh! Ấn mạnh! Ấn mạnh! Cái gì mạnh tay xuống rồi nó... Ui! Trong này còn nhiều lắm! Ui, nó thò cái đầu này. Hai giống các hai con khác nhau sao ấy. Ôi, để xem nào. Để xem nào. Anh xem sao, dám gì mà sao đấy. Để cho con những con này vàng vào trước đi. Ui, nó con này ra này. Trốn những con vàng này vào. Bị sao này? Phải chỗ riêng nó chưa? Không, tôi chung vào nhau đây. Trốn hết rồi anh ạ. Ui, kinh nhiều. Ui, trời ơi. Bên này cuộn đây nào. Ui, nó cuộn cuộn luôn. Như hòa bóng. Ui, ui, ui. Nó chạy đi nhá. Wow. Ôi, đưa quả bóng luôn. Ôi, đây đây đây. Vô. Đưa đây xinh ơi. Ui. Ok. Ui. Chạy. Nhanh con này vào xong nha. Con đi anh. Ui. Chạy. Được chưa? Bắn chưa? Đây rồi. Chặn rồi. Vô chặn. Ui, nó rút đây rồi. Con này rút vào đây rồi. Dùng bố che hả? Nó mổ rồi. Ok. Ui. Mổ luôn rồi, trong đầu kia thôi. Nó mổ ạ. Ok. Ui. Mày bất rồi. Xinh. Bây giờ phải có giữ cái miệng thì... Không, giữ cái túi kia không? Cái miệng này. Ui. Không à. Nào. Không thả nó đấy cho em bố, thả nó đấy đó. Thôi, không cần đâu. Anh cầm đi. Anh cầm ở một đầu ấy anh thi. Ui mọi người nhìn này. Anh cầm đâu? Ui ui đâu thế nhỉ? Ui nó mổ. Ui. Ui rút đây. Ê ui cái đẹp rồi. Ui này. Ui ôi. Nó sáng rồi. Ê rớt rồi em ấy. Ui. Ui xách áo. Ui. Xách áo luôn. Sợ thật đi. Nó mổ luôn rồi tay áo luôn. Ui, này, cho đây. Luôn này. Ui anh cho đây. Ui nhiều thế nhỉ? Ui cầm đâu ấy. Anh cầm xuống dưới đầu ấy. Không nó mổ em ấy. Nó mổ vào tay em rồi. Ui sợ. Ui trông kìa. Vẫn còn. Ui. Ui pha xử lý. Ui vẫn đây. Vẫn còn này nhá. Đó. Ui nó thằng nào. Ui. Wow, bao đầy luôn. Ui trời. Vẫn nhiều lắm anh ơi. Ui. Nó sao luôn. Ui. Thầy. Ui ôi. Cầm đuôi anh. Đuôi anh à. Ui. Nó mổ luôn. Ui, con này lớn thế nhỉ? Ui, nó chạy ra. Ui, cho nó vào túi đi. Ui, ấy nó mổ. Đẩy vào túi rồi. Đẩy bao luôn. Mùi lặng lắm anh ạ. Vẫn còn à? Vẫn còn anh. Ui, cho ra đi. Ui, sao nhiều thế? Ui, sao bàn? Ở cho nó vào túi đi. Túi rồi. Ôi. À. Yeah. Sao có con nào không? Ui, chờ nó đớp. Ui. Hết chưa em? Hết rồi em kiểm tra hết rồi. Hết chưa? Ui. Bao nhiêu anh ơi? Ui trông này lắm sắc rắn lắm này. Ui lắm sắc rắn lắm. Ôi giời. Một bao nhiêu anh này. U vai hết. Này hai ông bê rồi nè. Lặn. Ui. Ui. Và rắn quá đầy luôn. Rồi thì có lẽ cái video này của anh em mình sẽ kết thúc ở đây và anh em đã bắt được bao rắn rất là to. Ui lặng thế. Thì mọi người thấy hay không? Mọi người hẹn mọi người với nhau nhá. Hẹn gặp lại nhá.